Quái Kiệt, Veliya Popov và hành trình 9 tháng nâng tầm câu lạc bộ Thanh Hóa. Huấn luyện viên Veliya Popov chỉ cần chưa tới một năm để giúp câu lạc bộ Thanh Hóa chuyển mình, trở thành đội bóng giàu năng lượng và tham vọng ở mọi sân chơi. Chức vô địch Cúp Quốc gia 2023 sau chiến thắng trước câu lạc bộ Viettel trên chấm luân lưu là mốc son đáng nhớ với câu lạc bộ Thanh Hóa. Nếu tính trong 6 năm qua, mùa giải 2023 chưa chắc là phiên bản hay nhất của đội bóng xứ Thanh. Năm 2017, câu lạc bộ Thanh Hóa từng khởi đầu ấn tượng và đua vô địch đến những chặng áp chót mùa giải nhưng cuối cùng chỉ về nhì ở V-League. Năm 2018, câu lạc bộ Thanh Hóa một lần nữa về nhì ở V-League. Nhưng tiếc nuối hơn cả là thất bại 1-3 trước câu lạc bộ Bình Dương ở chung kết Cúp Quốc gia bởi sai lầm cá nhân. Tức là câu lạc bộ Thanh Hóa trước đây từng rất hay, thậm chí hay hơn bây giờ, nhưng lại vô duyên trước bục vinh quang. Bởi trong bóng đá, dù chơi hay đến mấy, mọi đội bóng cũng cần một danh hiệu để được nhớ đến. Lịch sử không nhớ tên đội về nhì. Phải đến tối qua ngày 20 tháng 8, khi bước vào trận chung kết Cúp Quốc gia lần thứ 2 trong 5 năm, câu lạc bộ Thanh Hóa mới chạm tay vào chức vô địch. Người giúp câu lạc bộ Thanh Hóa vô địch là huấn luyện viên Veliya Popov. Ông thầy người Bulgaria chỉ mất 9 tháng để đưa đội bóng xứ Thanh đến vinh quang. Có một thống kê nữa cũng đáng chú ý. Đó là trong 8 năm qua, chỉ có 3 chiến lược gia ngoại từng giành danh hiệu vô địch với đội bóng Việt Nam. Đó là các huấn luyện viên Popov, Chung Gia Eho và Bojida Bandovic. Tuy nhiên khác với huấn luyện viên Chung Gia Eho và Bandovic vốn được thừa hưởng nền tảng tốt ở câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Popov kế thừa tập thể khiêm tốn hơn nhiều. Thời điểm cựu huấn luyện viên đội U23 Myanmar nắm quyền, chủ lực của câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn là các cựu binh như Văn Thắng, Đình Tùng. Một số trụ cột khác như Thành Long, Tiến Dũng, Trọng Hùng, Thanh Diệp, Thanh Bình chưa thể vươn tầm ngôi sao, còn Viên Ngọc Thô, Thái Sơn lần đầu đá V-League. Để bù đắp, ban lãnh đạo đội Thanh Hóa mang về hậu vệ Thái Bình, câu lạc bộ Hải Phòng, tiền vệ Lâm Ti Phong, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, cùng bộ đôi Bruno Cunha, Paulo Conrado trên hàng công. Âm thầm bổ sung lực lượng và nhào nặng tham vọng mới dựa trên chủ lực là những nhân tố cũ. Khác biệt lớn nhất của câu lạc bộ Thanh Hóa là sự hiện diện của ông Popov. Chiến lược gia người Bulgaria có bầu máu nóng của những huấn luyện viên Đông Âu điển hình mà trước đây cầu thủ Thanh Hóa từng nhìn thấy ở huấn luyện viên Luka Petrovic, người Serbia, nhưng cũng rất kỷ luật và chỉnh chu. Đặt lên bàn cân, từng cá nhân của câu lạc bộ Thanh Hóa không so sánh được với các đội nhóm đầu như Hà Nội, Viettel hay Công an Hà Nội. Tuy nhiên, bóng đá là môn chơi tập thể. Trình độ từng cá nhân không bằng, nhưng nếu cầu thủ chịu chạy nhiều hơn, đá quyết liệt và tỉnh táo hơn, chơi với chiến thuật hợp lý hơn, đội bóng có thể làm nên chuyện. Đó là triết lý ông Popov xây dựng ở câu lạc bộ Thanh Hóa. Nhà cầm quân người Bulgaria yêu cầu học trò phải nỗ lực, tận hiến trên sân tập trước tiên, bởi mọi thứ trên sân đấu đều khởi nguồn từ sân tập. Các cầu thủ được rèn thể lực kỹ càng hơn, với tiêu chí phải khỏe, nhanh và chịu khó di chuyển mới có thể đáp ứng cường độ thi đấu. Dưới thời huấn luyện viên Popov, câu lạc bộ Thanh Hóa giữ kỷ luật và duy trì cự ly đội hình cực tốt. Đội bóng xứ Thanh phòng ngự chặt chẽ với hai tuyến phân chia rõ ràng, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại, rất nhanh, có nhiều bài đánh biên đa dạng để tận dụng sức chiến đấu của bộ đôi Bruno và Paulo. Không khó để đọc vị lối chơi của câu lạc bộ Thanh Hóa, nhưng ngăn chặn thầy trò ông Popov không phải chuyện đơn giản. Vì bên cạnh chiến thuật hợp lý, nhà cầm quân người Bulgaria còn thổi lửa vào tinh thần thi đấu của học trò. Các cầu thủ Thanh Hóa không ngại va chạm, đã quyết tâm, máu lửa nhưng luôn biết đặt nguồn năng lượng vào đúng chỗ. Ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2023, câu lạc bộ Thanh Hóa đã khóa chặt các ngòi nổ của đội Viettel. Phong cách chơi bền bỉ và quyết tâm, cộng hưởng với triết lý biết mình biết người của Popov đã nâng bước, biến câu lạc bộ Thanh Hóa thành tập thể lì lợm, khó đoán. Cái giỏi của huấn luyện viên Popov còn nằm ở chỗ, ông nghiên cứu rất kỹ đội bóng của mình và từng đối thủ. Trước khi cập bến đội bóng xứ Thanh, huấn luyện viên người Bulgaria từng gửi bản kế hoạch dày hơn 100 trang cho ban lãnh đạo câu lạc bộ, trong đó nêu rõ điểm mạnh, yếu của câu lạc bộ, cũng như chiến lược để đưa bóng đá Thanh Hóa trở lại. Xuyên suốt mùa giải, tông màu chủ đạo trong cách làm việc của huấn luyện viên Popov là chuyên nghiệp, tận tâm và cầu tiến. Ông thực sự yêu và cháy hết mình với công việc, không bỏ sót một chi tiết nào,
luôn nỗ lực để tập thể tốt hơn. Đây không phải là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của tôi và cũng hy vọng nó sẽ không phải là chiếc cuối cùng. Nhưng đây chắc chắn là chiếc cúp khó khăn nhất, đau khổ nhất nhưng cũng ngọt ngào nhất đối với tôi, huấn luyện viên Popov chia sẻ. Mồ hôi, nước mắt và vị đắng của thất bại là những gì ông Popov đã nếm trải để đến hôm nay nhận được trái ngọt của vinh quang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.